Theo ý thích phát ra Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta cũng nên nương tịnh lự Ba La Mật Đa như thế, theo ý thích phát ra Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả chúng Đại Bồ Tát đều nương tịnh lự thứ tư phương tiện hướng đến chánh tánh ly sanh chứng ngộ chân như xả tánh phàm phu. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều nương vào tịnh lự thứ tư phương tiện phát ra định kim cương dụ trừ sạch các lậu hoặc chứng trí Như Lai. Thế nên phải biết tịnh lự thứ tư có ơn đức lớn đối với chúng Đại Bồ Tát, hay làm cho chúng Đại Bồ Tát ban đầu nhập vào chánh tánh ly sanh, chứng nhập chân như xả tánh phàm phu, cuối cùng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đó chúng Đại Bồ Tát luôn nhập vào tịnh lự thứ tư. Như vậy, tuy đang nhập bốn tịnh lự này, nhưng chúng Đại Bồ Tát không đắm trước vào sự an vui của bốn tịnh lự, cho đến những nơi tốt đẹp thù thắng của quả đẳng lưu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả chúng Đại Bồ Tát an trụ vào bốn tịnh lự như thế, làm phương tiện thù thắng dẫn dắt đến các công đức. Như vậy chúng Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự thứ tư sanh tưởng không vô biên xứ, dẫn đến định không vô biên xứ. Như vậy chúng Đại Bồ Tát nương vào định không vô biên xứ, sanh tưởng thức vô biên xứ, dẫn đến định thức vô biên xứ. Như vậy chúng Đại Bồ Tát nương vào định thức vô biên xứ, sanh tưởng vô sở hữu xứ, dẫn đến định vô sở hữu xứ. Như vậy chúng Đại Bồ Tát nương vào định vô sở hữu xứ, sanh tưởng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, dẫn đến định phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tuy đang nhập bốn định vô sắc, nhưng chúng Đại Bồ Tát không đắm nhiễm vào bốn định vô sắc cho đến sành nơi tốt đẹp thù thắng của định này. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát, vì quán nghĩa nào mà hiện nhập định diệt thọ tưởng nhưng lại không nhập? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì các Đại Bồ Tát sợ rơi vào địa vị thanh văn độc giác nên không nhập vào định diệt thọ tưởng, rồi đắm nhiễm vào sự an vui vắng lặng của định này, liền vui mừng chứng nhập quả A-la-hán hay quả độc giác vào bát niết bàn. Các Đại Bồ Tát quán sự việc như vậy nên tuy hiện nhập định diệt thọ tưởng nhưng lại không hiện nhập. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật hiếm có thay, các Đại Bồ Tát hay làm việc khó làm, nghĩa là dù đăng nhập các định như vậy, nhưng không đắm trước vào các định. Dù đăng nhập các định hay sanh công dụng thù thắng, nhưng lại không lìa nhiễm. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, thật hiếm có, các Đại Bồ Tát hay làm việc khó làm. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, thật hiếm có thay, các Đại Bồ Tát, nghĩa là dù đăng nhập vào bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, vắng lặng an vui, nhưng lại không đắm trước, cũng không lìa nhiễm. Này ta nói tóm được bằng ví dụ cho Thầy được hiểu trọn vẹn nghĩa này. Như có người sanh ở châu Thiệm Bộ này, tuy đối với cõi dục chưa được lìa nhiễm, nhưng được qua châu Bắc Câu Lô, nhân thấy người nữ châu kia không bị ràng buộc, dung mạo, đoan chính, dạo chơi tự tại, lại thấy châu kia y phục và vật trang sức xinh đẹp trang nghiêm đều từ cây sanh ra, lại thấy châu kia có gạo thơm mùi vị ngon ngọt, không phải trồng trọt mà tự mọc lên. Lại còn thấy châu kia chạm vào chỗ nào cũng có các loại ngọc báu rất xinh đẹp, và người ở châu đó tùy ý thọ dụng các vật dụng như thế một cách tự do, khi đang thọ dụng không chút đắm nhiễm, họ đã dụng rồi liền vứt bỏ mà không luyến tiếc. Người ở châu Thiệm Bộ ấy tuy chưa lìa nhiễm, nhưng khi thấy đầy đủ các sự việc tốt đẹp kia vẫn không tham đắm mà vứt bỏ quay về, nên biết người này rất hiếm có. Như vậy dù đắc nhập bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, vắng lặng an vui, đã thấy trong ấy phát sanh các công đức thủ thắng vắng lặng vi diệu, nhưng các Đại Bồ Tát không đắm trước mà còn trở lại cõi dục, dùng phương tiện thiện xảo nương thân cõi dục, siêng năng tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, siêng năng tinh tấn tu học quán pháp nội không ngoại không, nội ngoại không, không không đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không,
vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, siêng năng tinh tấn, tu học quán các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, siêng năng tinh tấn tu học quán vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Siêng năng tinh tấn tu học quán vô minh diệt nên hành diệt nên thức diệt nên danh sắc diệt nên lục nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên lão tử diệt. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế khổ, hoặc vô thường, hoặc không, hoặc vô ngã. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế tập, hoặc nhân, hoặc tập, hoặc sanh, hoặc duyên. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế diệt, hoặc diệt, hoặc tịnh, hoặc diệu, hoặc ly. Siêng năng tinh tấn tu học quán thánh đế đạo, hoặc như, hoặc hành, hoặc xuất. Siêng năng tinh tấn tu học quán bốn vô lượng, từ bi hỷ xả. Siêng năng tinh tấn tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Siêng năng tinh tấn tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ. Siêng năng tinh tấn tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Siêng năng tinh tấn tu học trí tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa. Siêng năng tinh tấn tu học cực hề địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Siêng năng tinh tấn tu học pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Siêng năng tinh tấn tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Siêng năng tinh tấn tu học mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Siêng năng tinh tấn tu học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Siêng năng tinh tấn tu học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Siêng năng tinh tấn tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Siêng năng tinh tấn tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Siêng năng tinh tấn tu học các trí thiện xảo, phân biệt quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, bồ đề. Siêng năng tinh tấn tu học tất cả hạnh đại bồ tát. Siêng năng tinh tấn tu học quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Cũng khuyên hữu tình tu các pháp lành, những việc như thế rất là hiếm có. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì Như Lai ứng chánh đẳng giác hứa cho các đại bồ tát bỏ bậc thắng định vắng lặng an vui trở lại thọ thân hèn kém cõi dục? Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, pháp của chư Phật là vậy, không cho chúng đại bồ tát sanh trời trường thọ. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, không cho chúng đại bồ tát sanh trời trường thọ, vì ở đó họ xa lìa việc tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh tự, bát nhã, ba la mật đa và vô biên các pháp phần bồ đề khác, do đây chậm chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác hứa cho chúng đại bồ tát bỏ bậc thắng định vắng lặng an vui trở lại thọ thân hèn kém cõi dục, mà không cho chúng đại bồ tát sanh trời trường thọ bỏ mất bản nguyện. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát rất là hiếm có, hay làm được việc khó làm, nghĩa là bỏ thắng định vắng lặng an vui trở lại thọ thân hèn kém ô uế. Ví như có người chưa lìa dục nhiễm, trông thấy người nữ quý phái ở trong rừng vắng, có hình dáng đoan trang xinh đẹp rất đáng dị